thôi, đến cổng trường rồi, em vào lớp học đi không muộn. Từ sau em đi học thêm, anh không phải đưa em đi thế này nữa đâu nhá. Anh Tuyến đi con xe đập nát này đến, em ngại bạn bè lắm. Thì em vẫn còn nhỏ, anh muốn an toàn cho em thôi mà. Bé cái gì mà bé, em lớn rồi. Anh cứ nghĩ em bé như thế thì bao giờ em mới trưởng thành được. Oh no. À, hôm nay bọn em phải đóng tiền sinh hoạt lớp đấy. Anh cho em tiền để em đóng đi, các bạn đóng hết rồi, còn mỗi mình em thôi. Tiền sinh hoạt lớp à? Bao nhiêu tiền để đóng tiền sinh hoạt lớp? Cho anh đưa hết đây, chỗ này là đủ rồi. Anh đi về đi, em vào học đây. Anh mình về rồi, số tiền này phải rủ Thái mét mốt đi chơi mới được. Oh no. À, Trang Đậu Vàng gọi à? Alo, tớ đây, Trang Đậu Vàng ơi. Alo, Thái Mét Mốt à, đi chơi không? Đi chơi á? Nhưng mà hôm nay chúng mình có bài kiểm tra một tiết mà. Ui dồi, no gì, hôm sau á, thể nào á, thể trả cho chúng mình làm bài kiểm tra lại. Hôm nay tớ vừa xin được tiền của anh tớ, nhiều tiền lắm, đi, tớ bao. Ờ, thôi được rồi, thế quán game cũ chứ. Ok luôn, nhanh lên tớ ở cổng trường nhá. Ok, đại tớ nhá. Mệt quá. Cậu đi gì mà lâu thế? Tớ đợi từ mấy đến giờ rồi. Tớ chạy thế là nhanh lắm rồi đấy. Thế thôi, bây giờ đi luôn đi không muộn. Ừ, đi. Tớ rồi cậu ơi, vào thôi. Vào luôn. Đánh nó đi cậu. Ông chết rồi. Lại. Chết rồi, bây giờ em Trang Đậu Vàng đi học về rồi. Tí nữa thì Quyên cũng đón em. Hôm nay chơi vui đấy nhỉ? Ừ, vui thật đấy. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi ý. Thế thôi, cậu đi về đi, tớ đi đằng này về cho nhanh. Ừ, nhá. Bye bye. Bye bye nhá. Trang Đậu Vàng, sao em không đợi anh ở cổng trường mà em đi bộ về thế này? Em đã bảo là em trưởng thành rồi, em không cần anh đón nữa cơ mà. Từ mai em đi học về, em phải đợi anh ở cổng trường để anh đến đón đây biết chưa? Không bây giờ nhỏ tệ nạn lắm, bắt cóc nữa, anh không yên tâm để em đi bộ về đâu. Em biết rồi. À mà mai em phải đóng tiền học thêm rồi đấy. Anh nhớ liệu thu xếp rồi sáng mai có tiền đưa em đi đóng nhá. Thôi đi về nhà chơi. Em cầm đấy, đây là số tiền tích con rồi đấy, em cầm bảo đảm không mất nhá. Em biết rồi, em lớn rồi, anh còn phải nói thế nữa à? Thôi em đi học đây. Alo, Thái Mét Mốt à, cho cô nhá. Ừ. Hết giờ rồi cháu ơi. Hết giờ rồi cô ạ. Hết giờ gì ạ? Này có mỗi tí tiền trên tí ra hết rồi, ăn thế. Ừ, thôi sao để tớ nhiều tiền rồi, mình chơi bù nhá. Thôi đi về đi, không kẻo muộn, đi. Mà Trang Đậu Vàng ơi, sao tớ với cậu chơi với nhau bao lâu rồi, chả bao giờ thấy cậu mời tớ về nhà chơi ấy. Ờ, tại nhà tớ đang sửa lại cái cổng, bao giờ cổng sửa xong thì tớ mời cậu vào chơi nhá. Ừ, sửa cổng á? Thế bao giờ cổng xong thì nhớ mời tớ vào nhà chơi nhá. Ừ, tớ biết rồi, thôi đi về đi. Thôi đi về đi. Bác Vinh. Alo, ai đấy ạ? Ừ, anh Thắng Hằng xóm nhà em đây. Hôm nay anh Vinh đi làm ở ngoài giờ đồng thì anh thấy anh ấy ngất ở ngoài đấy. Anh vừa đưa anh ấy về nhà rồi. Thì em về xem anh ấy như thế nào nhá. Bởi vì bây giờ anh phải đi có việc. Ừ, thì chào em nhá. Vậy à, vâng, tôi có thể về luôn đây ạ.
Em về rồi đây à? Sao không để anh ra đón? Em tự về được mà. Anh có sao không? Chúng tôi ra đám cưới này. Thôi, anh không sao đâu. Em bị mệt một tí thôi mà. Em xin lỗi anh ạ. Cũng tại vì em ham chơi, em hay xin tiền nên em phải đi làm lụng vất vả mới ra đám cưới như thế này. Từ mai em cố gắng chăm chỉ học tập. Như thế là anh vui rồi. Thôi, bây giờ em vào em ăn cơm đi. Thức ăn anh nấu từ sáng vẫn còn đấy. Thế để em vào lấy cơm rồi hai anh em mình cùng ăn nhá. Anh còn phải uống nước nữa. Để em đưa anh dậy. Để cho đỡ mỏi anh em mình ăn cơm nhá. Anh ngồi đây đợi em nhá.